Bạch Thế Tôn, vì sao nên biết đã viên mãn bậc thứ 10 là Pháp Vân? Đại Bồ Tát cùng chư Như Lai phát ra lời nói không khác. Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ấy đã viên mãn 6 phép Ba La Mật Đa, đã viên mãn 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, đã viên mãn 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, đã viên mãn pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, đã viên mãn 5 loại mắt, 6 phép thần thông, đã viên mãn 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đã viên mãn tất cả pháp Phật. Lại nếu đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả phiền não tập khí thì liền trụ Phật địa. Vì vậy nên biết là đã viên mãn bậc thứ 10 là Pháp Vân. Đại Bồ Tát cùng với chư Như Lai phát ra lời nói không khác. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào từ bậc thứ 10 là Pháp Vân Đại Bồ Tát hướng đến bậc Như Lai? Phật dạy: Thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy dùng phương tiện thiện xảo hành 6 phép Ba La Mật Đa, tu vô lượng tịnh lự, định vô sắc, 37 pháp Bồ Đề phần, 3 pháp môn giải thoát, học 5 loại mắt, 6 phép thần thông, 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì tất cả pháp Phật đã được viên mãn nên vượt lên bậc tịnh quán, bậc chủng tánh, bậc thứ 8, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác và 10 bậc Bồ Tát đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não, mới thành Như Lai ứng chánh đẳng giác. Thiện hiện, như vậy bậc thứ 10 là Pháp Vân Đại Bồ Tát hướng đến bậc Như Lai. Thiện hiện nên biết đó là Đại Bồ Tát phát tâm hướng đến Đại Thừa. Lại nữa, thiện hiện, ngươi hỏi Đại Thừa như vậy phát xuất từ chỗ nào và đến an trụ ở đâu? Thiện hiện, Đại Thừa như vậy từ trong ba cõi mà ra và đến an trụ trong trí nhất thiết trí. Do vì trí nhất thiết trí mà hiện ra ba cõi, nhưng vì không có hai nên không từ đâu ra không có chỗ đến. Vì sao? Vì hoặc Đại Thừa hoặc trí nhất thiết trí, hai pháp như vậy chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng nhất tướng, gọi đó là vô tướng. Pháp vô tướng không từ đâu ra không có chỗ đến. Vì sao? Thiện hiện, pháp vô tướng chẳng đã từ đâu ra và đã có chỗ đến, chẳng phải sẽ từ đâu ra và sẽ có chỗ đến, chẳng phải đang từ đâu ra và đang có chỗ đến. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến chân như có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì chân như chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến trụ trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì chân như và tự tánh của chân như là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng ấy có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới hư không, cảnh giới đoạn, cảnh giới ly, cảnh giới diệt, cảnh giới vô tánh, cảnh giới vô tướng, cảnh giới vô tác, cảnh giới vô vi, cảnh giới an ổn, cảnh giới tịch tịnh, định pháp, trụ pháp, bổn vô, thật tế, có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì pháp giới cho đến thật tế chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì pháp giới và tánh của pháp giới là không, cho đến thật tế và tánh của thật tế là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến sắc có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì sắc chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì sắc và tự tánh của sắc là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến thọ tưởng hành thức có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì thọ tưởng hành thức và tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến nhãn xứ có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì nhãn xứ chẳng thể từ trong tam giới mà ra,
cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện vì nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không. Thiện hiện ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Thiện hiện ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến sắc xứ có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì sắc xứ chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện vì sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không. Thiện hiện ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến thanh hương vị xúc pháp xứ có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện vì thanh hương vị xúc pháp xứ và tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Thiện hiện ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến nhãn giới có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì nhãn giới chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì sắc giới và tự tánh của sắc giới là không, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Thiện hiện. Ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến nhĩ giới có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì nhĩ giới chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không. Thiện hiện ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì thanh giới và tự tánh của thanh giới là không, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến tĩ giới có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì tĩ giới chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì tĩ giới và tự tánh của tĩ giới là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì hương giới và tự tánh của hương giới là không, cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến thiệt giới có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì thiệt giới chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì vị giới và tự tánh của vị giới là không, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến thân giới có chỗ ra, có chỗ đến.
Vì sao? Vì thân giới chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì thân giới và tự tánh của thân giới là không. Thiện hiện. Ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ cho thân xúc làm duyên sanh ra, có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì xúc giới và tự tánh của xúc giới là không, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến ý giới có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì ý giới chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không. Thiện hiện. Ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì pháp giới và tự tánh của pháp giới là không, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến địa giới có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì địa giới chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến thủy hỏa phong không thức giới có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì thủy hỏa phong không thức giới và tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến thánh đế khổ có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì thánh đế khổ chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì thánh đế khổ và tự tánh của thánh đế khổ là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến thánh đế tập diệt đạo có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì thánh đế tập diệt đạo chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì thánh đế tập diệt đạo và tự tánh của thánh đế tập diệt đạo là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến vô minh có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì vô minh chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì vô minh và tự tánh của vô minh là không. Thiện hiện. Ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não, chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì hành và tự tánh của hành là không, cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não, và tự tánh của lão tử, sầu, than khổ, yêu não là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến sự huyễn có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì sự huyễn chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì sự huyễn và tự tánh của sự huyễn là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến cảnh mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng, hoa đốm giữa hư không, sóng nắng, ảo thành, sự biến hóa, có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì cảnh mộng cho đến sự biến hóa chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì cảnh mộng và tự tánh của cảnh mộng là không, cho đến sự biến hóa và tự tánh của sự biến hóa là không. Thiện hiện.
ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến cái không nổi có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì cái không nổi chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì cái không nổi và tự tánh cái không nổi là không. Thiện hiện, ai muốn khiến pháp vô tướng có chỗ ra, có chỗ đến, thì kẻ ấy muốn khiến cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, có chỗ ra, có chỗ đến. Vì sao? Vì cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng thể từ trong tam giới mà ra, cũng chẳng thể đến an trú trong trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện. Vì cái không ngoại và tự tánh của cái không ngoại là không, cho đến cái không không tự tánh và tự tánh của cái không không tự tánh